rồi này, 6 độ 8 nữa rồi. Rồi sau đây mời các anh là những thằng nguy hiểm nhất hành tinh các anh biểu diễn đây. Rồi các anh muốn có những tiếc phim đẹp thì các anh cứ biểu diễn đây. Chuyến đi của chúng tôi đang trên đường phẳng thì các anh muốn xuống Cồn Cát các anh selfie tự sướng. Nói chung là cả tiến cả lùi đấy. Sau đây các anh rất nhiều ý kiến đề nghị giáo sư xem bình tĩnh xem thế nào. Cứ chỉ sau đây giáo sư đang đi lấy cỏ về để chèn vào bánh xe. Từ từ để anh biểu diễn lên cát chụp ảnh à. Sau một thời gian đi nhặt đá thì anh Linh Tàu đã kiếm được viên đá quậy. Rất nhiều các anh tài đang nêu ra những cái ý kiến rất ngu người. Đấy, các anh tỏ ra rất nguy hiểm, bám hết vào đầu xe. Anh cho lùi lên một cái thì anh giật cục anh tiến lên luôn. Đừng để bánh chết. Lùi phát giật cục lên luôn. Cứ cố gắng đào thêm tí nữa, vớ vẩn ở dưới đấy có vàng. Đề nghị ba anh cao to đừng đứng vào đẩy đi. Như anh nguy hiểm nhất hành tinh.